ấy, lơ lơ màu bá như nâng xuống chủ thi ấy kìa, với mình xuống chủ thi tại to với đại tà chủ gì đại tà lơ web lơ ấy, với miền section miền ấy store đây rồi như lock in hay miền section đấy lock lớn này rồi đây, màu bá miền section này chẳng xuống chủ thi tại to đại tà ấy on nắng cứ việc bơm lơ API đúng không? API dương request tới API bỏ chữ username bỏ password đây máu bỏ chỉ key cho em dương mình cái dương này muốn mình per key vợ ấy nhá chắc là nó thực sự thi vì vậy là thà per key nó bị static chẳng là hold bị đầu vì mẹ gì asset token đây ô ọt thu ấy thì trong cái thực sự thi việc mồm mồm tam là quẹo là viên tận hãy bỏ miễn user mà cho luôn đôi chữ password đôi chữ ấy nè bởi dương store dương cua kịch dương kịch store này a lot lơ khó store đây bỏ ai ép miền này khá là những học hiện mà để store để ta lơ tụ sắp lơ ép nó bán như này giờ default cái tiết khó là ta dân tờ này đã của nó dân vô mà store à qua miền trong bán được cái này thì họ log in tới thì họ chập password chập ấy có tụng được nông áp à ổn nâng giờ default dưới dân tờ store bán được miền khoảng 2 vì dù dân cái tới đi dân store plan tech này trong app đó password ấy bị bỏ miễn thằng khan của ấy sensitive là tai chân game chơi đây của mình là dân phở user default lấy mấy store bỏ miễn trong trang tiền hãy đôi call data ấy là nó bị lạc nạ record chân viên còn mà cho store trong màn này nè chân key chain lập lưới nó bọc ở iOS rồi có bọc của Apple vì phần keychain đang là bay store qua miền chẳng chẳng nhưng mà đang là vía thằng non vía tư mà chia đấy mình tái đang tạo viên viên à gì sống mà thì luôn là bay encrypt và bộ ông hay mình sẽ chủ thì mình mà toàn tiền cà phê nhưng khi chen xử lý bọc viên bên chờ đó à khi chen xử lý API đó nhóm lượng màu mua password bị bay tiền trăm hồ mơ chạy không ai nữa của password vì cái thao dùng hàn chân ghế của vì store bỏ miền như thế chờ đấy địch năng ấy khi chen dùng với API với miền password crypto graphic key certificate identity hay node này cho nên cho password này năng địch sau khi dùng iCloud ấy nó vì store password store ấy à năng phải password này à crypto graphic key này nó sẽ tô mùi key ấy đó nằm bay vì store tục nó không vậy tức là nó sẽ tô một key lock score mình private key và e tập lừa anh đang store key nằm bay cho tờ xe API xe A đằng này mùi sơ thêm khe mùi nè nhà sơ thêm khe nó sẽ tô một key ấy private key identity ấy đằng anh nốt nít việc plan tech thôi mà đá đây store cho nó đằng đá hoặc là vì clip ấy chẳng tờ chẳng lừa là password này màu hai chỉ mỗi năng nè mới tiện scan với đáy scan với đáy và tẹt to một khi che này hả năng cái tẹt to mỗi cái hai biometric bỏ tụ sáng về năng là chẳng việc tẹt to một khi che này chẳng là thơ châu đi mòn tất chứ như ai mà mưa tia ho bỏ nè nè nhóm lọc hẹp ấy bỏ ray và nền lịch nè to mỗi secure IIS user data này tạm dạng khi che hay mỗi face ID, tag ID, scan bị đầy, scan một ấy nè. Cho nên ai mà mơ tia ho không nắng nằm bay như nó bị phèo ấy nó môi ra mang đài đây chẳng mặc tỏ ở lối dương thở ép muối to nữa chỉ điểm kê đây cao bị chênh muối mới nè đây cái lần này xuống thi tập một tại đã thế tao mới keychain nó mình mình library với mặt nó đi wow kê bạc cát mà vì trong xuống ở library ta anh mà ta ta bắt vi admin này bá à khi chen password mà chua mà chua nhưng copy code của vi mà phở đây nè trong vi bạch library của ba này
chẳng dương mình thua screen login muối screen sign up muối như thế bây user và thở ba là nè chẳng dùng bạch hiệp ấy là controller control ấy thòm mà đá dùng thòm mà đá này chẳng à dùng controller tập bộ mà dương ấy chúng ta welcome đó của em chặt tốt hơn skin trong khỏi á à, skin này kia ba skin trong khỏi về log in hai á lại welcome lên cho hai giờ lấy dương và cả dùng tôi lo pi tiền sign up hay log in vừa về app luôn á là lỡ là screen pi nấy nhưng embed với cho nào cái sân đó nhưng mà embed à một nấy này à dù tôi lớn nhưng mà embed đó embed à tôi nhé log in này thì dân đặt mua về lời log in embed với cho nào cái sân đó xuống đi chờ nhảy nhảy chờ chẳng những đặt ai đặt title luôn á là log in này chẳng tên card ai của ai má miền tạch field tạch ai nữa username tới so the username in our username nhưng mà password hay là password này cho vi client password nhưng đôi cái sức chua tạch entry chạy là không bối được ngồi cái đi bán hay miền bụt tông mới mẹp sign up đó sign in và log in nhé đó hay mấy tiết miền ba được tông ai thâm muối mẹp cho tới từ sign up chúng đã thả sign up ở register nhé nhóm p cho register nhóm ba mã skin muối ní vô hạt số đã thay kho tới thả register và lấy ran mới trên mình chẳng đầm bay nhé đầm bay ở vía user gặp ba mau từ bốn gặp cho screen log in mày đâu anh mau log in à cuối nhỉ à initial view controller này tiền màu nào cái controller nhưng màu bay cho log in à dùng controller này dùng vậy ni đấy qua cái tục nó chào đồng tương tới bây đọc sạc xe còn viên chính là welcome để đọc viên login hai phần trình chẳng bạch toàn park qua lên viên để tục sau này
Run via mất chứ run mất cho login anh đi không error còn stand đấy mày khoan nhẹ má cho login hoặc cho login cho register vậy này. Lỡ từ thua screen register mới tiết screen register đôi tạc kia đấy nè, đôi tạc mùa này đấy copy bàn rồi copy long screen cho bàn này bàn đã đặt nó register cho những bậc cao screen bên đó thì dòng bậc cao khác bậc cao ấy máu mẹ bia cho mỗi bậc cao tiền outlet tiền action nói bật tông lại cho mà mình tên là phải login đi vì check nó đây tập bay hay nhớ này check bỏ tờ API check yên tờ là lỡ dương check nó không được call thằng bây giờ là toàn miền tỏ từ một cái class cái class pi á môi log in môi cái sang app mà dương miền pi mà nhau đấy dùng tôi lỡ chẳng log in dùng tôi lỡ mới tiết register dùng controller pin nó hồi hai card outlet chọn outlet chọn toàn ba đấy đặt class với thân tôi tiền anh ấy login nữa login trong những tiền outlet ai tag field dưỡng trong username tag field hai năng password tag field hai năm tông mới tiện tông này action mà login bây giờ đi tạo này máu lươn đi xin ném tiếng outlet tiếng ấy của nãy mình ấy phi nó register chẳng b dương trong phở mười huế đây đó này mình đã
tiết dương trong phở à tại tôi một keychain password nè chẳng dương ai mà download cho à đọc chung nó được ai thay library quá nên ta vì mình chỉ library hai cái một đôi cái port nữa vì file này sẽ là airport là nó khá dương cho mà đọc chung mình là khai bo airport search mới airport developer document archive yeah apple developer document archive chứ mà chẳng mớ này website với nè cho mà không nóng mắt trong nóng mình tệ tông mùi sample code ấy đã đăng này cho sample code tệ tông mùi ấy mùi nhớ mình sai sai ở dương mơ dẹp dẹp là khá đấy chẳng dương ai search mơ thì filter đọc chung mân mơ dương phở tệ tông mùi keychain chẳng dương search keychain mà chạy nhớ nè chẳng thế thì miền anh ấy tập xong á xem port code đấy nhé rồi dọt thay xem port code nhưng anh download đi mà nó lại chỉ xem port code thì tí ho sẽ là a port nhưng vô mà mơ đâu đây mày em mày chắc anh ấy này để bao nhiêu này keychain anh ấy tầng pì chỉ mỗi nó touch id phong chỉ mỗi nó keychain phong à local authentication á nó touch id ấy nó này chứ ai chốt mơ năng máu rồi gò năng hay thật đấy mỗi năng mấy đấy nè ở ní Objective C chính là generic nè yeah. Local authentication mấy Objective C nè nhưng download lại generic keychain nè trên lựa chọn để khi chain quá nè dương khơi mía nó không mặc cả chọc câu đôi biến miền file ấy khá bảo dương mới nè đi cloud viên nè trong miền app để get miền ấy chúng ta được kia đây như bị chạy tầm mùi bị chạy mùi mà trong file là dương thử vô mà phở miền phí tìm mối khi chain password item dot swim nè nè câu nè nó bị miền phang sân mà chuyển luôn nói dương của giấy bỏ hãy phó lắm nè vô mà phở mà chẳng như ai download nó ở file mối tiết là dương thật phở cứ khi chain configuration nè phí nè download phí nè mà chẳng như ai download sample code nó tại nó bị download bị chết á sample code nó download bị chết vậy chẳng dương vô máu ăn dịp vô mà check mới tới nhưng mà ăn dịp hồi vậy nè nè chẳng chia bị chạy muối nhưng cho đang bị chạy biết từ xe biểu mạch em mấy ram ram chẳng mới nè file là những thử phở mình như cái keychain password item ní chỉ mua nắng keychain password ở keychain configuration pin chẳng tiền với cho bị chạy nhớ nè tiền mà lấy một cái nếp muối một cái cột muối rồi mỡ đã thay khi chain chẳng sao hai những tiền là file mình cho mà file này cái keychain password configuration hay complete thích cho copy if needed phong và add copy để vì một cái ta reference đấy nè muối hay mối tiết trên password item pi nè thì tức là cả tài liệu phở này
น้องเองก็เคยก็ได้น้องพูดได้ว่าใจกับเคยใช่ออกชุดมาหนักใช่ไหมไอพอลีล็อกเซอร์ทูบอลKeychain đi làm bao để nhân lực vào cái dính cho chơi chơi và lấy kiếm các cổ mới mất mà các cổ mới như thế rồi mọi người là đã mọc đi thế nào cũng chẳng tiếng tôn bạn gọi là bạn đơn không phải sao tôi cũng mang thân rồi đây là bạn chọn mà lọc đi thì lọc cho chọn tiếp thì mọi người thì nó chai sân chai mình được mọi người tại vì bạn trăm bạch tiên anh lại mọi người trong bạch thì cổ chọn đi chẳng biết bị nóng ra cái sân tầm mối thì chẳng biết các bạn càng đến lọc đi lúc ra cho lọc càng lọc đi thì mọi người bảo đi mọi trong bạch phải là chọn ai
hay nữa chứ mà mơ nó à khi chain configuration á về bên pì và nó bạch ti máu của bán đấy còn ai dương vừa bên nó static static ấy, vì in xe anh sẽ gọi dương còn đọc mô star ở switch name hay là group ở xe name như thế dương đạo với bot string cho thông bản của bạn này và dương cho thua chết nó bị sủa chứ chứ là switch name này nó định nhé e bao dương chứ chú e bao dương bộ khi chain nó việc bây giờ vi store mình store lượng app ấy nè vi store lượng à khi chain bỏ ai em mỏi nó lên lượng tù sạp được device mới 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 miên này chẳng như ai thở vào ca sử dụng nào là bây giờ phải nhà chú mua sử dụng nó bỏ app dương để chẳng tới cho nên ai đặt chú mua app dương được rồi đặt ấy chẳng làm app dương rồi lỡ dương đặt chú mua app một đó app security demo như thế chú mua app dương chắc đó khả năng chịu bỏ app dương hay nó hàng khóm nè để to một group asset group nhưng mà comment lên tí nhé nhé specify asset group to use with keychain password item instead will create item share across both app thấy both app ấy à nó mới app p bay app xanh xanh kia thì share kia keychain mình tốt không app ấy mình tới chia cái store user default này user default bỏ app năng mày này keychain mình bỏ app năng này keychain bỏ room bỏ Apple bỏ iOS mỏ bỏ device mỏ chứ mình là app khác ai mình sẽ phở à keychain năng đại keychain ai password item năng đại nhưng đại khơi đôi Instagram ấy login nhưng bảy bảy password này login tam Facebook à Google, Gmail, sẽ cái tiết Google Calendar. Dương login tại Gmail mua tại Google Calendar, Google Map, Google ấy nhưng về auto login này. Sai nữa. Tại sao lại viết xe à password item rằng vì khi chain mà được rụt ta mua. Chẳng vì miền à xe group này mua, và tại mà sao dương up đã xe group nó tế vì còn ai đây còn hai vì up xe như phần nào. Chẳng như đã nữa. Và sao dương up ban specify à xe group nó tế à instant nó viên nó cắt item luôn là hột vì ở phở xe ấy là app nó phở instant bot khi trên là à xe hai thôi khi trên password item mùi app xe mùi thiệt như vậy tại sao giờ mình là xe group room á xe group room đi ai phở room như vậy như chẳng cho nó dương ai xả phở mở luôn ai chạy mở thay thì tới à nó được non đi miên mùi thiệt á miên này non ở compatibility เนี่ยยังเคยมี keychain sharing เนี่ยอันนั้นวิธีตรงขึ้นได้เนี่ย allow the application to share password from its keychain with other application meta your team ไปยังไงจังวิธีตรงเหมือนใส่กลุ่มไปยังไงเนี่ยบางวิธีอาจ share app thing ลงอินลงไอ้บางได้จังเตอร์อันนั้นลูกตรายังอ่าน app ยังแล้วนะฮะวิธีตั้มบุ้ยโดยเฉพาะ Google Map GoogleGmail, Google Calendar, Google Photo ấy viết bọc và đặt tạm mùi chẳng viết phở user tạm mùi chẳng viết share chẳng bàn thì ai thử bạn thử bạn hay đồng đấy class bao viết class à keychain password item đó này chẳng class nắng cứ miền password nó dương dẹp ôi dương dương trăm tạm hai bà tới bà này miền read password save passwordrename account rename username ấy dương nữa delete item này delete tầng off hay password item này tiền mau vinh tiền mà mơ vinh hàng bên item mà má đây chẳng tới anh ấy function mẹ bị query à password nó không keychain này chẳng nói viên xe bóng viên xe dương xẻ vậy dương bạch từ quality chờ này copy pass prà tỏ lỡ dương từ screen này cái register hồ dương ở toàn miền account đấy bao dương đấy nhưng thật ra thì register rồi chứ họ đó à bây giờ dương ở phở à local keychain đấy mà vì register register database register từ API chứ hay dương pin lock ý nhưng cùng theo một API mình hay bằng những tiền nhập password nó mà store lượng keychain là dương mình và tại anh ấy via local là chứ register nó đang từ nè chứ nó một tông register à lại screen register bao nhiêu
Việt Nam ấy. Nhóm podcast chạy đặt hàng mới if let username smart là ấy username tag phía dot dot tag hai cái tiết let password smart là password tag phía dot tag anh ấy bang bang đi nhé off nó bang đi chạy mơ thằng password hay username đi kiểu châu nợ combination nợ chẳng hạn bản thân kia phải châu hai cứ dướng do username hay năng password nó do tờ sale tục được nông keychain store tục được nông keychain chẳng dướng thở bằng cách à password item mấy nhỉ password keychain item mấy nhỉ là password item đó smart năng keychain password item nhưng mà mình initializer phí à tìm mùi ní vì ọt phở ấy kì à xe cổ bề à tìm bí phở à tìm à cắt khóm ní cạn này dương phở xe cổ bề chúng ta ở phần ta lỡ dương admin à xe cổ bề nhưng dương phở lỡ vòng mặt à đây chân sử ví ní cứ bọc string chỗ đó dương ai đặt ấy chỗ vào ba này phần ta sử ví nắng thật đôi cái nìa chân dương hai cái chân phí khi chain configuration bao dương vào dot sử ví nèm nghe về hai tầng không nó mặc lại hay là khao nấy cái là khao nó cứ mua user đó mua khao nó khao con user name password chứ là khao nó lại những user name mày nó user name cho mà hay mày tiếc hỏi dương hai password item dương bậc cao pan này mình nói dương bậc cao còn là chỉ bậc cao instant bỏ password item này map với chỉ môi đường user name một đại dương bao mau này và tại vì toàn mình password lại vậy chứ những thời cá save password cho chứ những hai nguyên sơ bao nhiêu mối cứ save password mà hay bỏ password cho được nguyên sơ đi slow á chứ những ai đu khai cái môi tới try đó hợp sẽ làm try đu khách dừng ai print máu hay mấy register fail chẳng tờ ta ở đây việc try là việc save record bao user nó cho được nông khi chain chúng mà viết sạch sẽ dương ai print mơ bằng này à viết register sạch sẽ để cho người chẳng màn tích những ngày mẹp save password hay những ai save password đang chờ anh bàn cho được nông các khi che nâng sẽ mẹp ép mươi nâng chẳng răn mê muối chẳng cho mà phim với cho mà lọc in á nhưng mà nhưng mơ lưu à men sorry bọt ở nhóm bàn đi dài á cho mà phim nhóm mà ai với tờ welcome ấy của welcome này screen trong tao kì lúc ta ta sạc xe rồi gọi authentication tớ bài kì ai kì bài chẳng cho mà phim ạc miên ai với tờ welcome thế hay gọi miên ở cục nào kì xâm sạch về ấy màu viên bằng đài ạc miên này chẳng mà phim cứ cho lọc in tìm chẳng dựa toàn miền khao miền lọc in để inter register chẳng nhớ chẳng xin nếu mà admin đó xuất ngôi bì bày register chẳng register success cho bạn này nè register làm tiếp success lại này mà tái với tớ cho anh đi mẹ ô rãi được rename này nữa mẹ rename này đôi đô password rename nó rename được hào này xây dựng chẳng mình
hotman cần nọ ở vía nhé mày cái này log in sign up mình trong pe cái sign up success thương mình view navigation controller dot pop luôn á làm vậy thôi khỏi mình đúng rồi nữa pop ở vịt thôi cry mình nó run mơ ngọn tiền nữa sister đại là admin mọi vịt toàn chọn nè mỗi vịt bảy sister chẳng vịt sạc xét vịt thôi khỏi vậy chẳng mấy vịt sister bát ba đấy mà password keychain bao nhiêu mình đang bị trộn được không? À password mình đang bị trộn được trong keychain bao đây? Chẳng phải dùng log in một vị bảy toàn miệng event ấy à? Mày là xe qua đấy này, ta log in, ta log in lại một tông cái chạy log in, từ mày này nữa, ta bố dương check off nó binding được cái gì mà username, if lab, username smile cái, username tag field, dot tag, lab password, chẳng còn đi đôi khi này dương chập ban username hay chập ban password đây đấy chẳng dương ai tin gì đang mà mơ đó lại nó đã mày bắt cá đây kìa password item đôi mình chẳng smart này keychain password item Swift cứ keychain configuration dot swift name hai account cứ dương bỏ username cho hai mấy tiền hai dương thử từ read your password đại dương ban store tục môn năng nắng trên vị keychain màu bình chân nhóm vào cái password mới tiền đặt hai cái correct password đó Correct password cho correct pass smart rồi ấy chắc lại nó thử read á password cho lòng password item dot read password chắc function viết cứ gì function throw đúng không chắc như ta try hay đã viết nó đủ không chẳng bao giờ vì error đấy cho không đi là khách đi tục sẵn chẳng hạn ấy vì dương tiên ban khởi đại password á tiên trên vì password item này tam giải username dương bỏ cho này account name này chẳng mày tiện chẳng ban password ấy đừng có pair password và password đôi khi ở chẳng if password đại dương từ xe bị cho nắng smart nắng khởi đại password mình làm mấy mình ha lọc password biết tôi rồi chân nhóm à là đồ thay thò đó hai cái in tập xe tập về l thay thò mà nữa in incorrect password tập về khách mình làm mày khách viết đa là bên na nè đời sai vì bên khá dương bỏ account name đi tờ thử bên khá dương bỏ account name tập pin tờ dương register mấy admin dương bỏ exchange cho tới vì họ khơi nhá chấn về nắng vì khai chạy vì cho tra error này cho khách chấn nhóm bỏ thay to ra đá nhóm đặt ha no user gọi user not found như thế à thay thó đi với đô nữa là lớn nhé chưa đã print nhưng đã lớn rồi
ở lỡ dương xa gram mấy muối nhưng mà bảo sơn gì dương inter là inter password ấy dương đặt admin admin lấy muối này a password a trong bên đó mà dương login với tranh mạch admin lấy muối vừa toàn miến này toàn register này chắc vì có con chỉ chính user not found này nhé user not found chắc dương đặt admin với còn thái password khó login mà vừa đặt thái incorrect password chắc dương đặt password để thở màu môi phí bầy chắc login sạc sẻ sạc sẻ nè, bây giờ bỏ user cho vi hot khởi, mấy như register đã tham mấy admin, đó đang đặt admin lịch môi rồi lịch min lịch môi cho anh tới vi hot khởi nhở, vi hot khởi nhỉ trong vi hot khởi, à cái này để viết từ gmail read password trên p user account mới nắng, có việc đa đây, hai message nó bị slow rồi, trong bên nào error card line lại nè, trong bên cho khác chứ. Chắc khác nhập đầu ha, user not found. Ok, register đi chúng ta. Hãy sang register account quay cho mọi 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 nha như một cái bậc cao thì stand mỗi chi phí khi chạy mà có ai không tài dương từ thở ra là sinh viên nam đi sinh viên nam thì stream như tầm nào nhé trong này hai mươi giờ chúng sở những trạng quan phí nhé cho tới hậu mơ hậu mơ không sử dụng vui lắm mà đã Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Với một cáo thì stand mũi trên phi khi chen password này không ta mình dạy đến khi chen sử dụng ném hai nữa account ném là dương bọc tời nên dương ném dương bọc tời đó mà tiếp vì dương ảnh ở master bọc dương phi bay dương tin hơn dương xem password đi password đấy nè chân bọc dân chỉ account nó có con biển dương rít ba mà dương password bảo là ba này chắc lại dương lại dương đi đấy bọc dân dương account nó có con biển dương ảnh xem password mà vậy thì trong xe của bạn thì xe của bạn đồ kể một số vật nhớ dạ, mà cao là khao mới dễ lộn in cho một chóng đáy à, là cao nó nè chỉ store mới tiện mười bảy bốn chỉ store sạc xe nè in file movie whiteboard in so in success chứ mà bị score này account nó bị score này tỏ chân nó về đài cái login success nhưng thương mạch
còn đa app như là login hai ba con hai khối mà thử ra login tiếp đi mày nè chấn dương thử tự ba skin welcome luôn bạch bỏ message login sắp tới hơn tới đi tự ba skin welcome luôn chẳng là bay ba thằng mày vì muốn root view controller nhớ nhưng từ mơ lơ man sorry bot root view controller mà lại init ở bên nhé bây giờ cái login bàn tay nó về việc login hai việc thử đo root view controller mà đi quỳnh chụp từ login này chẳng là bay đo được mày đó dương tờ và cá app delegate mối instant trên vì app delegate mối smart là mấy cái UI application dot delegate dot share dot delegate hãy khác với tờ chia cái app delegate bao nhiêu hai mấy tiền comment mối open welcome screen. Tạm tiết mấy, tạm tiết dương mới app delegate về miền function mùi. Dot ở miền function này, miền property mùi cứ dot window dot root view controller. Nóng nóng việc boy cái chỗ này, UI view controller chỗ. Chả năng tí tăng lại việc phải hai nhân lượng app dương môn kế. Rồi này. Chứ như ai bỏ nó cho lắm dù ai dù còn to lơ lắm nhưng do mà bị nè nó chứ lưu trai dương bậc cát instant mỗi chính phía screen welcome nữa thân xin welcome dương nữa man sorry board nè screen welcome này dương thử mở bậc cát instant gì ad với mọc cát nào dù to lơ lắm hay bậc cát object với chính phía khác năng mỗi thân chứ nhóm năng đặt storyboard id với mỗi đồng bây trình nám welcome như thế storyboard ID xin nắm với ha screen nắng với hai nước non đi nhưng vừa cao đi kìa đặt tham welcome screen smart storyboard anh ấy giờ tham storyboard mùi kia nhưng vừa storyboard nó bị chập vô current storyboard bao vây dot instantiate dùng to lớp with identifier welcome hay khác với tới chị ấy view controller mà nè window alert đi kìa chết chết rồi thầy ở chơi nhỉ app delegate delegate thì khó thế nhóm mà delegate dot window dot đây cái root view controller chênh nhỉ chênh mình smart welcome screen đó và nâng lớp mình là login về login success việc bật mình bật đấy cứ viết đố root view controller lên ở chênh login đăng tia đấy tờ chênh welcome screen màu mà đỏ họ lỡ ra nè admin môi bị bày in my welcome chẳng bắt nào cái sân bắt on lý nhé mà lại welcome với nhé cho những ran đầu tiết đang tiết cho với khai mắt ọt chứ thương mấy đồng bè bị chạm ha lọc in hỏi hỏi gì user default luôn chẳng phải user default mà tại ra nó mạch mọc hỏi user default quá nhỉ nhưng mình hỏi user default store password nè dương phải user default mấy store stat tha via login hỏi chẳng nhóm nâng và ca ấy kì
để thời mới được gọi trình nám á, đặc khi mua trình nám á, chẳng những how user default đó đây, đó đây kì, trang mày, so standard dot set, vô cái boolean đó, data true, đấy, key viết mà tha is login, được gọi is authenticated ấy chẳng ta, để chặt dừa, trình nám luôn ai vậy đúng không? Is login là ban login hai mà trụ chấn cục bây giờ muối tục chấn nó pin á đợi app dương ba mau từ bốn dương thử check với nơi lơ app đi rồi đón tiền nhẹ lại là vi ran môn kê nè check với mở tha ta app login hay nơi chấn phở à khi mà nhân phở mất if với kệ if let mất đó is login smart là gì user default dot standard dot đây kì dot boolean key ứng huấy is login bảo sửa viêm miền còn đang bạch led đây nhưng chưa lỏng đã che mắt bằng này bảo viêm thơ nó boolean thế thôi chứ bảo viêm miền khi nó viết true rồi bảo miền khi nó mày viết for như thế chứ bảo sao viêm miền login hai ấy dương up trăm bạch từ ba à ấy kì login đang tiếp này default viết ba cái ba login mày này à nhà phối những đã initial view controller những đã ba login mà tại sao viết chuột tha nó login hai hai dương từ ba login đi đó ở đây chân dương thời của cao đi cái này nữa dương thời của cao welcome screen thơ đôi mình nhé smart nắng UI story ở tập cái storyboard thành phố nông nấy vì up score storyboard đấy đấy nông dùng controller dùng phở storyboard chơi bán storyboard dot instance để bán tại sao mới dùng controller mà tay nông nấy mình dùng controller này khắc đẹp đây là cái này chẳng admin vì storyboard đấy chẳng thời của cái storyboard storyboard ấy như các bạn vậy UI storyboard chẳng những box storyboard cho mà storyboard đến mua tham bạch mua tham man đang mua storyboard là mua file bên này man mình đó làm điều đấy chẳng những ai thở đi bạn này storyboard dot instantiate dùng to lớp with identifier cho một how welcome thì ai khác với tôi chỉ screen mới nhớ nữa đó này welcome đó welcome với ai mình lỗi này welcome đó đấy welcome rồi ở gì kế ví dụ controller hai dân hai app delegate dot dot đây kìa dot đây kìa mình dot window dot root dùng controller nó smart welcome xin tự tại lại này dân trăm bài tập một ca app delegate đó ca đây ca đấy mình nơi lượt khoan này chân chân đấu thôi mày hát sale mà sale luôn viên này app delegate này chẳng đọt window đọt root view controller đôi clear đi smart được ấy welcome screen chẳng còn năng lắm ok bán nó anh ấy chuộc toàn chuộc về mấy nhé này đó là đặt mở admin mỗi phi bày login lọc welcome cả này nếu mà sợ những trong store mua store ấy có ấy nhưng store là mua hết á trong store có miếng toàn là chính máu welcome admin thì có welcome account nam môi thôi store là mua có nó ba này cùng store password có nó không user default trong ban password có thì mà từ tiên là mua có vì user default từ khổ tam keychain mà
Ủa, passport bên chơi vô tập store lên đó này, một tại store store khơi bên nhân lại. Vì plan tách á, nó đi plan tách chứ. Lỡ ra đón tiệt tranh password log in rồi gọi tranh welcome. Dạ, tranh welcome lại lên tranh lại log in này. Còn này. Cho bây log out. Được mày. Giờ thay một tông log out mới mày nhỉ. Mình đã log out. Thay một log out mới mất. Một tông. Ở đã bỏ hò mà. Tôi lọc ác hơn mày lọc ác. Ai thế mày? Ai có do set à? User default dot standard dot set. Set đi kì. Set for ai à? If login dương mình nhắn mắt. Vì lọc ngay bà này. Và tại vì toàn tự đo tự bao là screen login luôn với nhỉ? Thế mày nằm bay tự bao screen login. Nhưng phải kì. Let app delegate. Tự rải đấy nè. Smart là ai kì. UI application dot share dot app dot delegate khác với tôi chia app delegate hỏi dương card login screen smart rồi storyboard dot instantiate initial view controller quả nắng dương bạn đã thì nhà point init view ấy thôi, lại login á. Chân bạch đã identify ở cái hộp khơi này. Chân hai là app delegate dot window dot root controller smart là login screen mark cái việc tờ này auto. Nên trên màn lock welcome đại đại đấy của dương lock in hồi mà sai chẳng chọn lock áo dương cho lock áo màu chẳng bị màu này quay nhanh màu nằm với ram đoạn tiết cho lại welcome tiết ớt ập cho lại màu lock in là hold đây lại nè chẳng dương lock in đó mà chúng cùng nói với cứ chọn ở dưới store password nó nơi nó keychain item nằm tầm bay vì sự chua nhưng ở đơn thao vi thở ấy là đấy layer với chúng ta vì miền layer chủ thi vi nơi nó đang tiệt về store store tới vì clip ấy dương mình chỉ plan tay nhá nè vì miền ở đây tập bay bao viên nữa
nhưng mà bạn đặt identifier cho lại cái này incentive initial view dollar video à hàng in đi mà mất bao nhiêu in đi đi kìa in đi lại dọc in nó bỏ hả mười hai trăm bỏ nha giờ là à lại cuối mang vô lại học in bỏ cho những bạn trăm bạn đặt là anh phải ơi của bỏ dù đi tất tâm tàn không đi
chứ tức là nó cái store password store chỉ thi hả sẽ thuộc khấn á để Facebook login Facebook ấy nó bị sập hờ nó này bay chặt mơ sẽ thuộc khấn bảo viên là về dừng login làm Facebook này. Tỏ lỡ dân từ mùi tiết Trinh lấy nha, Trinh lấy nhắn Trinh 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 nha, bây giờ từ một bài lỡ từ mùi tiết để to mùi Touch ID hai nắng Face ID bỏ Apple chờ nắng cái hai local authentication LA call application. Chẳng, là dân đạp viên đây nè. Screen login á. Mở screen login mở từ screen login. Nè. Login. Nè. Yeah. Là dân time button mua tiền xem đẹp. Login tam mấy đáy rồi gọi tam mục. Lơ thêm letter của bạn à mốc miền real rewind nè miền iPhone 10 không nhạc đây là ấy đó này thở tam đó của bạn này tam thêm letter của bạn này à nè ấy hardware thay ID à yên tỏ tỏ là dương giờ đã local sa tí icon bỏ thằng mày này bỏ nó bỏ ai phòng thì nó bị đặt trâu nó về do thiên về lỡ ấy cái đấy cái face lại đi face là form này tag ID là này face ID đó nè đã là hụt đại luôn ai đi sáng trong đã sáng ta đã hụt lưu tông đã mấy đây là email nè email ạ mở khơi cho đắng này lục bản đi chăng đâu thiên gần lỡ bạn này đâu lại ná nè đi qua đây đã đã chắc nè bò không ai chắc nè vừa background về option porn đã hai ID mà ok chắc chắn nè tao lỡ tiền outlet ở bên mất vì lỡ đó tiền nhập một tông cho mất thạch ID lần à thạch ID nó bao nhiêu hai giờ nè biometric trong đăng cho bác sơ nhé
biometric bị viết là tông mùi à scan day scan book scan này scan đấy nè chân những dạ tha thạch ảnh đi những chất học ấy cần định đi xài ai hả hôm nay chúng ông bay phở mua nhà của phụ local authentication biometric nhân bán nhưng thử import library của việc mua tại mình sẽ thế nữa mua tha local authentication chúng import nó mua mà phong import nó bắt đầu thấy dương ai xe ba này nó không nè ổng lại nâng dương ai chạy lạc hàn mùi á chụp chụp chạy lạc hàn hà viêm bởi hàn bởi hàn đọc áo sân bộ tình vai khá vì ọt bộ phót à thay ID nâng em nè tình vai khá ăn miếng nè chân dương bạch áo bởi hàn nè tạm bất cả nấy thì toàn miếng nè chấn dương bậc cá object muối trên pi local authentication này nhưng bậc cá contact muối và contact trên pi la contact nhé yeah. Initialize lại về hai màu rồi chưa chưa đại chọn nó đã ở a còn tách của bạn này mình sẽ lấy ở phần tách của bạn này chẳng dương ai đập bay chạy mới là nó không hiểu đi lâu sao nó rồi chẳng chạy mới sẵn tại device support và support chẳng dương thử chạy mới từ lỡ nè dương phở còn tách đó đó đấy kìa dot can evaluate policy dot can evaluate policy chẳng không nắng à policy viên ý dương cho thằng khói nè device owner authentication with biometric à nắng bằng dương hờ mùi mẹ đầy mùi mục bàn hai error ní dương bài đầy đấy nào anh đi lắm chào tôi hả lại nè tâm thạch nè contact năng mến ở đây contact nè năng local authentication contact năng chưa object gì dương dương cái khác ở cả object trên một khác năng với phở mùi à scan một scan ấy năng thì kia tới measure tầm bay bay ai bị scan mày đây đấy mong mình cái gì phở năng chẳng anh ấy vì thì thôi mà mình boolean á nhưng những ai lẹt cái mùi tới support support thay ID như thế này rồi là support các bạn vô vì ai thay ID phong ấy phong chân nhóm chạy lại hàn mơ muối nào vào sân ba device nâng support ở ọt support thế if not á nè mấn á chứ nọt mấn á và sân device ọt support thế nhóm ai bụt tông bó dương mình nhắn bụt tông như thế kia ở toàn miền outlet thế miền tại action tập vào các outlet mùi tiết hai mươi lần mới tiện ID button các ai lên ai mới mới tiện đó luôn chứ mà sao vì auto support đây ai thay ID mà tông bao nhiêu nè dot is hidden rồi gọi ấy is in the ball đấy nè. Oh man, is in the ball đấy, is hidden.
smart room mà hai cái chào tới mấy này vậy ta lỡ dương khỏi chai con năng sao này rán mơ thần đi qua cái support ạ support đấy ạ support đấy yeah ạ support đấy rồi sao giờ toàn bao nơi lơ simulator à bo dương nắng dương phở thạch id phở phải id bàn tay lúc này bao cái sần nhưng cho lại hardware rồi thạch id dương cho enroll bạn đang mắc một mơ mòn tiếp thì thích á chọn thích enroll này chứ mà phở ban nữa ran đoàn tiếp cho nhỉ phải id đi cái này bỏ dương hoàn toàn thích là enroll tiếp được trên mạng nhắn máu nè cho toàn mình ấy even in a state hạn ok này bán local authentication check mơ mơ về support non support răn lơ than môi tiết chọn đăng để o xuống mơ răn lơ ấy răn ở miền support scan mục chẳng than anh ấy có toàn miền đó nè yeah. Chẳng enroll miền môi đai máu Face ID enroll ở run đoàn tiết chỗ mà này ta chênh hụt mê đai ở toàn chênh hụt mục đó là chay lạc hạn là thở chay lạc hạn tiết ta ta với mục rồi mê đai chẳng anh ấy bảo support L mà L bảo support mày này chẳng những chay mơ mới tiết và sân ba contact bao dương nắng dot biometric type nè smile nắng face ID phụ mấy miệng bay lại nắng á nhưng mà mới biometric type ở đây type sao học viên nè mình đã bay thì mỗi thạch ID face ID hai nắng hàng nàn nàn nắng ở support admin ấy chẳng dân check mà tập face ID của anh này anh đang via return true được false đập bay check mới thằng từ device nó đang via support via miền thay ID ở được gọi via miền face ID ở này này anh lớn nó mềm bạc mùi mê đai không mùi thò mà đá nhưng trong phần mùi mê đai này nè vịt biometric nhỉ anh nó authentication time passport time bây giờ này biometric time time một hay là time đầy chẳng dương dương mình hụt dương đặt default với hụt hụt mê đầy ấy chẳng dương khai tạo face ID sao nó ba đấy và sao viên face ID dương đô hụt đó rồi chẳng là lỡ và sao bị cho face ID dương đô rút nhưng mà hai cái ID bật bật thân dương nó đọt đó đi cái đó đi cái đô rút lịch bà này tại mẹ vũ smile kìa bà mẹ đi mẹ vũ rồi đó nghe đó đây kìa mơ lừa đi cái tiếng ớt chám dạ chạy kìa
cho chơi nhóm kỹ chơi được và ta tụ sạp những tập hot tập hot là mùi được on quen Android iPhone là mục mục này về đây này mục thầm ten lá mục mẹ đây thầm là mấy cái thầm phải e là phải e là mà đo thầm a plus a a nắng à nắng bên mẹ đây cái mình đang ở đây device đó mẹ đây mình là file này đó đấy cái chồng mới này đọt email đọt email email view rồi dot image yeah image for state này set image cho làm set image chẳng image dương hai mà image đi chờ rõ nó tới đúng không đồ đạo hụt một quên mày này yeah và sau này đồ đạo một quên state vô với normal đó là ran lơ ten mà đó tiếp ten or xor nó à trong chênh mẫu á lên chênh mười đai này nó ran lơ a plus chênh mười đai lại đây những đo enroll bắt á really white nó đào miên này chẳng là môi mẹ đáy môi một ở dân thờ tỏ ở à lối dương implement vía này chẳng là anh bê cái trọc thơ mày dân thờ hai à contact bao dân đó dù màu xa lạc hành chẳng dân phở mẹ sơ vía môi mô tha evaluate policy khóm nè nè chẳng dương bóp hồ si cho ra dương phở à mùi mê đáy mê mục nâng ra lại nắng hay localize reason nè nắng để viên xua dương nó tha dương phở mấy chẳng nằm khơi như đại chứ tạnh tích á, description tinh tích á nắng lại nắng dương tự đạm bao dương này những đạm áo này kế use okay. Scan I use tag ID use tag ID or face ID to log in to this app như thế chẳng á đầu tiên anh ấy is getting closer vào việc mình làm việc về đặc biệt evaluate job viên năng à method năng việc đào à, closer năng việc đào chẳng dương năng miên bị đá phí miên bà mẹ tờ phí thì mỗi bù liên nhưng ai bật đạo với ta chỉ ấy sạc xe hay chẳng tới phải nít error chẳng sạc xe và sân về sạc xe mình nào việc dùng scan mình đáy scan thử scan đấy chẳng tới chẳng và sân if success thế nhớ su đọc là c khó sân về sạc xe sạc xe mày print success rồi L print error dot localize description tỏ lỡ dương ran mờ trình nợ trình nợ nợ chẳng chọn pin cho lại mẹ đáy nè cho bên trên lại scan mẹ đáy dương xua nè add description mấy mẹ trên máu nè use tag ID face ID to log in đi chẳng cần chẳng dương trong scan thôi mấy dương châu lại tag ID nè vì mình pì nhưng trong scan này vì error scan này ở vì đà là do nan là nan cái error nè chẳng vì scan try again ở thử vì trên nhà enter password này tiền nè và dùng enter password mà dùng thông đà phở hoặc in này trong thông đà lỡ chẳng thành ID matching như do thử
นั่งไงเนี่ยเหมือน error เนี่ยยก error เหมือน print error มาบ้างเนี่ย authentication mechanism selected ไอ้มาดังได้ fallback นั่งมา scan เอาเถอะเส้น error มีมีนเฉาะนะยังอัดดังทำมีมีนมาได้ flick อะไรโจมเออสั้นแต่นาเอาเองลองตัดไงแต่เมื่อคลาดทอมไว้เนี่ยเราเนี่ย un s pointer ไว้เนี่ยจะได้เหม็นนั่นนั่งไงนั่นนาได้ยังปัดจำได้เออเราวิ่งไอ้เมียนสแกนได้วิ่งเอาเถอะนั่นมาชิงเออหรือก็ device not support ไอ้ยังเต๋อเมียนชอนจะมาเมื่อคุณไอ้นู่นน้องนั่นเต๋อแล้วบัตรปริ้นกับว่าเนี่ยเออร์เรื่องไหนแล้วตัวทุกสับยังเซตอัพเหมือนนั้นนะบัตรจนทุกสับอัพเซตอัพเต้เนี่ยเออร์เรอร์ที่อาจจะยังไงfingerprint not set up tag id not set up อะไรอย่างเงี้ย face id not set up อะไรอย่างเงี้ยอัดดังได้ยังไม่อัดอัดเสร็จได้อัดได้ชวนอัดเสร็จชวนเสร็จชวนอัดอ่านเลยน้องไอ้เก่าเนาะยังจะมาทำยังเถอะให้แบบฟอร์มเต็มก็เลือก iPhone แค่สแกนเมตไดอ่ะมี error ดิไปยังรันแบบปุ๊บสแกนมุกได้ error เลยเนี่ยแล้วมันรันเลย XO อ่ะเดี๋ยวบ้าจอมันนะกระหะจะต้องมี privacy เนี่ยในขนม app info please เธอแต่ดักในก็ description box face id ไปยังจังพอไปกล้องมาแล้วมาแล้วเธอได้ไง description ยังพอกล้องมาแล้วเธอไอ้ตอนผมมิชชั่นอะไปยังไปยังพอเธอสู้ผมมิชชั่นเบียจัง face id เบียเธอการสู้อ่ะน้องจังในขนม info please ยังเธอ time key เบียมวยเตี้ยแต่ต้องมี face id หนึ่งด้วยกล้องมาแล้วจังจำไหมการ camera ยังได้ไงไม่หนุ่มนั่นตัดดอกได้ยี่โตอ่ะทายน้องชอบไหมแต่ต้องก่อนได้ไหมเวอร์ยุคเคยเอาแต่มันเพลิงสาวอย่างนี้อันนี้เตี้ยอันนี้เนี่ยเหลือเตี้ยแต่เพลิงนะบางจังเจ้าไอ้เลือกคืออะไรอย่างนี้วิตีนคืออะไรจังล่ะจังล่ะทอยเจ้าสวยเลย